Xin chào cả nhà. Xin chào. Hôm nay mình đang ở khu phía bắc của Canada, Bắc Cực, nơi rất là lạnh. Bây giờ nhiệt độ ngoài trời là âm 30 độ. Lạnh thấy mồ luôn. Chùm như là chùm gì vậy đó. Lên đây để ngắm Northern Light. Northern Light. Nè. Nghĩa là đèn Bắc Cực, rất là nổi tiếng. Cũng có nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà ở Canada thì ở trên Yellowknife là đặc biệt nhất. Đây, cái team của mình đây. Đây. Đồng hành. Không biết ai là ai hết trơn luôn. Đây. Lạnh quá. đang đốt lửa ở giữa cái hồ. Giữa hồ nước. Nó, hồ nước đông lạnh rồi đó nha. Nó đông khoảng 4 mét lận á. Làm cái cầu tiêu. Bây giờ làm cái cầu tiêu. Làm cầu tiêu ngồi kiểu nào hả? À, 4 mét đông lạnh ở trên hồ. Nơi này thì mình có thể ngắm cảnh của cái đèn Bắc Cực. Không tốn tiền. Đây một người tới thủi tới thui không thấy ai luôn. À, có con gấu. Đây. Chuẩn bị lặn rồi đó nha. Con gấu đen lạnh đó hả? Thế con đếp đi. Đâu, chuẩn bị mình lặn. Hôm nay là tối hôm nay đang là trừ 28 độ đó. Các giờ gần 30. Trừ 28 tới 30 độ đó nha. Đi ngắm đèn này là phải chờ đến kiểu mà khuya 11-12 giờ đêm. Thì lúc này đèn nó mới ra đẹp nhất. Đến khoảng 2-3 giờ sáng là đèn rất là đẹp. Enjoy. Lên chưa? Lên rồi. Đó, tụi mình có nhóm lửa ở đây để sưởi ấm trong lúc chờ đèn này nó nổi lên. Đây cũng là một trong những kỳ quan của mẹ thiên nhiên nha. Nó chưa đổi mạnh lên. Ở đây là tỉnh bang Northwest Territory và đang ở thủ đô Yellowknife của Canada. Ồ, nó sụp xuống sâu à, thử cái kia nó đốt được, nó sụp rồi. Yellowknife là nơi Northern Light, đèn Bắc Cực đẹp nhất trên thế giới. Cái này đỡ thì cái này không có mình thấy. Hai ông thằng này đang cầu cho đèn lên á, đèn lên cho nhanh để mà đẹp mà đừng ngắm nè. Đang đọc kiểu mọi á. Đây. Rất là nhiều sao. Trời hôm nay thì đẹp. Không có gió nha. Để mà thấy được đèn Bắc Cực này đẹp á,
thì phải đừng có chăn sáng. Và không được may dưới mưa nhiều. Hôm nay là sẽ trải nghiệm tự nhiên. Mình tự đi ra giữa bờ hồ đông lạnh như thế này để mà ngắm đèn bắt cực. Rồi hôm sau sẽ quay cho cả nhà xem cảnh mình đi ngắm đèn bắt cực với những người trong đám tour. Thì sẽ có trải nghiệm và ý nghĩa khác nhau. Ánh sáng bắc cực này vào khoảng giữa tháng 3 thì xem rất là tốt, nhưng mà nó xuất hiện lên từ khoảng gần 1 giờ sáng là lúc nó xuất hiện đẹp nhất. Khép nếp à. Cái này thấy được mới hay á, thấy được mặt mấy ổng mới hay á. Bắp đã chín rồi nè. Thấy chưa? Đẹp đẽ, sáng sủa. Bên này hơi đen chút. Cũng thơ ưa ngọt quá chứ. Nên chúng mình dập để coi à. Ha. Được
Bọn mình đợi ở đây đến khoảng gần 1 giờ sáng là ánh đèn Bắc Cực chiếu ra rất là đẹp, nhưng mà nó không có thể nào dùng rất khó để mà quay phim cho cả nhà xem, cho nên chỉ được chụp mà thôi. Bởi vậy cả nhà cùng ngắm những tấm hình của đèn Bắc Cực nhé. Rồi đến đây tạm kết thúc. Gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Xin chào.